Ở đây chúng ta được cái ơn của Hòa Thượng mình, Ngài xây chùa rồi cái đức của Ngài, mấy anh em mình được nương tựa ở đây mình tu, và những ngày tháng sống rất là có ý nghĩa. Nên những đức thấy người nam như mấy anh em mình mà được đi tu mà gặp cái ngôi Tam Bảo này đúng là duyên phước rất là lớn. Nhớ kỹ, duyên phước lớn lắm. Mình ở một cái nơi mà có giáo dục, có phương pháp tu ổn định, có lo lắng cuộc sống cơm ăn áo bận đàng hoàng, và có một tổ chức, có quy củ. Mình gặp được cái nơi gì là mừng dữ lắm mấy anh em, rất là mừng luôn thiệt. Chứ nếu như mình đi tu mình gặp cái nơi mà nó vô tổ chức, hoặc là không có lo lắng gì cho mình hết, tự mỗi người đi kiếm cuộc sống, kiếm nhiều thì ăn nhiều, kiếm ít thì ăn ít, kệ mình, bệnh đau không ai quan tâm, không ai lo lắng gì, thì cái tâm bồ đề mình nó sẽ bị lui sụp liền, chắc chắn luôn. Nhớ. Nên mình ở trong cái tổ chức gì, những đức nói mấy anh em nghe, thí dụ như có những người chúng ta làm nhiều chưa chắc niệm Phật giỏi, nhưng mấy anh em mà niệm Phật giỏi thì mấy anh em sẽ làm giỏi. Tại vì cái chỗ niệm Phật á, nó sanh cái tâm giác ngộ, mà chỗ niệm Phật á, nó phát cái tâm rộng lớn. Nhớ. Niệm Phật nó phát cái tâm rộng rộng lớn. Còn mình làm nhiều á, chưa chắc nó phát cái tâm rộng lớn đâu, mà làm nhiều có khi nó phát phiền não. Phải nhớ. Nên cái tổ chức mà mình có tu hành á, là nó ngay cái chỗ là mình được động viên cái chỗ giải thoát. Tại mục tiêu tu hành là mục tiêu mình hướng đến giải thoát. Mà nó mà mắc cái tâm giải thoát là tức khắc con người mình nó sẽ tầm bậy liền á. Mắc cái tâm giải thoát là tầm bậy liền nhé, mắc vô hướng. Mắc cái tâm giải thoát là mắc vô hướng. Nó duy trì cái tâm giải thoát đó, nó mới có phương hướng tu hành, và tâm lượng mới mở rộng được. Con người tu mới an lạc tự tại. Còn con người mà tu giết mà nó mắc cái tâm giải thoát là mình hèn mọn liền như thế. Những đức nói cho mấy anh em nghe, như bữa nay tổ chức chương trình khiếm thị, có nhiều người giống như mấy anh em mình, họ đến chùa đông lắm, rất là đông luôn, mà nhiều người nhìn phong độ lắm luôn mấy anh em. Nhưng mấy anh em tin rằng là nếu như mà những đức ngoài đời dù có khổ gì khổ, nhưng mà để kêu những đức mà ngồi ở trong cái chương trình khiếm thị đó để mà nhận tiền, không làm được. Không làm được. Tại vì mình nghĩ rằng bản thân mình nó còn tay còn chân, mình không có thể nào làm điều đó được. Mình phải bươn vào kiếm cuộc sống thôi, không làm điều đó được. Nhưng mà anh em tin rằng là họ có thể cùng giật cuộc sống cùng với người mù luôn, tin không? Là chính mắt như Đức thấy luôn. Người ta lỡ người ta tặng tiền, họ xô người mù, họ giành giật tiền với người mù luôn, trong khi họ rất là khỏe, rất là phong độ. Từ nơi cái con người như vậy là từ đâu ra? Tu hành mắc phương hướng giải thoát, tu hành mắc phương hướng giải thoát, nó lao theo vật chất giết rồi sai quấy lầm đường lạc lối luôn, giống như nghĩ mình đọa địa ngục rồi, không có còn nghĩ cái chuyện gì mà tốt đẹp nữa chứ, không có cần mắc cỡ gì nữa chứ. Khi con người đi vào cái việc đó là con người nó mắc phước sạch rồi, giống như cái đèn mà nó hết dầu nó mờ luôn. Còn giờ mấy anh em á, cái phước báo nó còn, cái tâm giải thoát nó còn hừng hực. Nhưng nếu mà tu hành mà mấy anh em mà cái tâm giải thoát mà nó giảm là tức khắc mấy anh em chán lắm, nhạt nhẽo con đường tu lắm. Nên con đường tu nó cần ở trong chùa có người động viên mình, có người nhắc nhở mình, mồi lửa cho mình vậy. Giống như mấy chú Bảo Tháp lâu lâu những đứa ra nói chuyện, mấy chú nói thầy nói chuyện xong thì cái tâm hừng hực lên, mà dài ngày 5-7 ngày tự nhiên tâm nó xuống lại,
Thấy rõ ràng không? Nên tu hành nó cần cái sự động viên, cái sự nhắc nhở, kích thích mình để tăng cái tâm tu lên. Nếu không á, mình ở chùa sau này mấy anh em nhớ nha. Mấy anh em biết bị cái bệnh gì không? Bệnh này nguy hiểm lắm nè. Cái bệnh là mình sống cho qua ngày đoạn tháng luôn. Giống như mình mỗi ngày sống không còn ý nghĩa gì luôn. Mắc phương hướng này rất là nguy hiểm luôn mấy anh em. Nó nên á, cái nội bộ mình nó làm sao mà cái tâm nó phải hừng hực lên. Tu hành á, mục tiêu là giải thoát. Đã là giải thoát thì tất cả việc gì mình làm cũng giải thoát. Nhưng muốn được cái tâm đó phải niệm Phật. Những đức nói với mấy anh em biết, làm việc nhiều chưa chắc niệm Phật giỏi. Mà niệm Phật giỏi thì nó mới làm việc giỏi. Tại vì niệm Phật giỏi nó mở tâm lượng ra, mà nó sanh trí tuệ, sanh phước báo. Từ nơi đó mà nó làm việc rất là giỏi. Khi con người mà niệm Phật giỏi là sao niệm Phật giỏi biết không? Mình biết mót có Phật hiệu mỗi lúc, mỗi nơi, mỗi chỗ. Chứ lên chánh điện thì chút xíu à. Nhưng mà cái người đặc biệt là mình thấy biết có Phật hiệu này thù thắng quá. Những đức là nó thật với mấy anh em là cảm giác được cái câu Phật hiệu này thù thắng quá. Làm bao nhiêu chuyện kinh quá. Nghĩa là bây giờ là chùa mình làm việc lớn không á, chương trình lớn không á. Như bữa nay mà khiếm thị mà mấy anh em biết có kinh khủng luôn. Những quan hồi trưa đi qua thấy kinh khủng. Những quan xe cộ mà không tưởng tượng được con người ta thấy ghê thiệt. Một cái chương trình mà nhiều tiền lắm đâu có giỡn đâu trời. Cái lượng Phật tử cho tiền chùa mình riêng biệt quá trời là một chương trình quá lớn luôn. Xong rồi gọn hơn mà mấy anh em biết rằng có cảm ứng nha. Như hồi sáng này á, người ta ngồi ngoài đường rồi tùm lum la nắng chờ sáng, tự nhiên âm u ngộ lắm, mờ nó giống như sương mù che mặt trời vậy đó, nó không có nắng. Thấy không? Mình nghĩ mình còn thương chúng sanh vậy mà ông trời cũng nhìn xuống thấy rõ ràng, thương thật lòng luôn, giúp người ta đó. Thì giờ bên kia làm mấy điểm chùa này cũng là làm thôi, tại vì nó là một gốc chứ nó có tẻ ra gì đâu. Nên từ nơi đó mà mấy anh em tu mới thấy được cái việc làm chùa mình là ý nghĩa. Nếu cuộc đời mình mà không đi tu, thật sự với mấy anh em, nó không bao giờ làm những việc ý nghĩa này đâu. Những đức nói ngoài đời chưa bao giờ những đức mua một cái đồng hồ 150 nữa, chứ đừng nói chi cho người ta 200 ngàn. Cái điều kiện cuộc sống nó khó khăn quá. Từ nơi đó mà mình vô ngôi Tam Bảo niệm Phật, khuyên người niệm Phật mà cái phước nó quá lớn. Nên những đức khuyên mấy anh em đừng có giải đãi niệm Phật. Nhớ, làm việc mà nói bận bịu mà không niệm Phật được là đúng là mình hại mình, mất cái huệ mạng của mình liền, không nói chứ. Mấy anh em mà không niệm Phật là mất cái huệ mạng gán chịu. Và khi một ngày nào phước duyên nó hết rồi là mấy anh em biết không ở chùa được đâu. Nếu mình mà trân quý cái nhân duyên này, mấy anh em tu, mấy anh em kiểm cái tâm đi. Khi tu mà cái tâm mình nó hừng hực là biết phước mình nó tăng lên. Mình phải trân quý cái cảnh này này, cái tâm mình mới hừng hực lên. Còn nếu mà nó nhạt nhẽo là biết phước nó giảm. Tu mà cái tâm mình nó lừng sừng, nó muốn đi về, muốn ở, muốn về là biết có vấn đề cái tâm dữ lắm rồi đó. Nếu mà nó mà không vượt lên cái tâm muốn về kia nha, là mình đi rớt luôn. Rớt luôn á chứ không phải giỡn đâu. Nên á, mỗi ngày niệm Phật và phải thấy được cái việc làm này là nó ý nghĩa. Đời một đời thì đi qua, nhưng mà đây là việc làm ý nghĩa. Mấy anh em mày thấy được điều đó thì mới phát tâm mạnh được. Cả đời tu mà hừng hực chứ không có phải nhạt nhẽo đối với đạo. Không thôi là nhạt nhẽo đối với đạo đó. Nên á, mỗi người phải hừng hực cái tâm lên. Ví dụ như có những người đó ở trong chùa, giống như có một cái chú toán cái gì nè, tuy ông sống trong chùa chứ tâm ông chưa phải phát tâm đâu. Cái người mà phát tâm nó nghe tư tưởng nó thích thú lắm. Thật sự mà nó nghe cái tư tưởng nó thích thú ghê lắm, hừng hực cái tâm lên liền à. Cái người mà phát tâm tu giải thoát mà nó nghe cái việc làm gì người ta nó hứng ghê lắm, nó cảm thấy vui vui vô cùng luôn. Cái tâm nó dù mình chưa làm nghe, nhưng mà mình đã có rồi đó.
Còn nếu mà cái người mà tâm mà tu mà họ không hướng đến giải thoát, họ chưa phát tâm, họ nghe nhạt nhẽo lắm, nghe nhạt nhẽo lắm. Giống như chú Đại đâu, Đại ở đây đâu, chưa đâu. Tâm họ nó chưa có phải là phát lên đâu, chưa có cảm giác được. Giống như nó lừng chừng như máy bay bồng bềnh. Những đức nói anh em mình còn trẻ, cái gì phát là phát lên một phát liền, lừng chừng chi. Con đường này nó đặc biệt quá. Chúng ta nhìn từ hòa thượng mình, nếu như hòa thượng mà ngoài đời mà ngài có gia đình, ngài không đi tu, làm gì ngài làm được những việc này? Đời của hòa thượng tới tuổi này, chúng ta hãy nhìn đời hòa thượng đi qua đi. Và chúng ta chỉ nhìn ra một đời liền gì đó, đời cha mẹ mình đi qua, đời ông bà mình đi qua, đời hòa thượng đi qua. Chúng ta hãy cọ lại mà xem xét, được rồi chúng ta phát cái tâm. Nếu không thì chúng ta hãy nhìn đời ông bà cha mẹ mình ngoài đời, không lẽ chúng ta đi theo con đường đó? Đi qua không có ý nghĩa nhiều, chỉ một gia đình, sống một đời cũng khổ. Giống như chú Dự đồ đúng không? Giờ nhìn từ đời ba chú đi qua đi, tới tuổi già đó, nếu bây giờ chú đi tu thì những đức tin chắc chú hơn ba chú, là chắc chắn luôn. Nếu mà chú ngoài đời có gia đình thì chú đi theo con đường đi rang luôn, mình cọ lại. Rồi đời hòa thượng cũng là người già 82 tuổi, chúng ta hãy nhìn từ hòa thượng, và nhiều người 82 tuổi sao bằng hòa thượng mình, thì đời chúng ta cũng đi theo con đường hòa thượng. Tới 82 tuổi của đời ta thì chúng ta cũng là như vậy đó. Nghĩ như vậy thì tự nhiên con người thích thú lắm, một đời đi qua nhưng rất có ý nghĩa. Còn nếu không, bây giờ mình thối tâm, mình không tu nữa, thì cuộc đời mình đi qua sẽ là những con người tầm thường, không có làm gì ý nghĩa, cũng là bị một gia đình chói buộc, bị một gia đình chói buộc. Nên đi vô chùa tu giữ cái tâm ban đầu quan trọng lắm. Nó giống như chú Hải đâu, vợ với lừng sừng kể bà, phát tâm cho nó mạnh lên. Ông mà bị ảnh hưởng là tâm ông bị tiêu liền á, không có giỡn đâu. Nó mạng mỗi người mình cứ duy trì cho nó mạnh, mình mới kéo người ta. Nếu không là nó rớt á, đừng nói chuyện giỡn chơi, lừng sừng là rớt. Người đàn ông mình mạnh mẽ mình kéo phái nữ. Mình bây giờ mình bị họ làm mình ảnh hưởng là mình bỏ đạo, mình nghỉ tu tiêu. Những đức nói thờ thế tạo anh hùng, mình có cơ hội này mới tạo làm người anh hùng đó. Nếu không gì vật chất chúng ta trở thành hèn mọn, thấy rõ ràng luôn. Hồi chưa là nhìn thấy rõ ràng luôn, trời ơi khỏe cao ráo, cao cỡ chú Tâm Huệ vậy đó, gì mà dám xô người mù giật tiền chở là trở. Nó mà phát lên mình chiếc áo vàng kinh chưa. Nó mình nhìn không phải mình cười người ta, mà những đứa muốn nhắc mấy anh em mình là người tu nè, mấy anh em thấy rõ ràng, mấy anh em ở đây có đi xin ai cắt bạc nào không? Mấy anh em sống trong chùa này có anh em nào mà những đức kêu mấy anh em đi xin ăn cắt nào? Chưa bao giờ có. Hòa thượng có kêu mình làm việc này đâu. Nên những đức mới nói là thờ thế tạo anh hùng. Mình đây là cơ hội nè, để làm bậc trượng phu đó, làm những việc ý nghĩa mà không lãnh lương, đây mới đẹp trong cuộc đời mình. Nên mấy anh em này phát tâm mạnh lên. Trời ơi, bây giờ cơ ngơ hòa thượng xây sẵn, những đức lại có duyên với con người lôi kéo đem về chùa được. Mấy anh em là mỗi người mỗi vị trí, là khoát tâm mạnh lên. Cơ hội này cho mình không làm nữa, chờ cơ hội nào. Người có chí hướng là nhìn ra được liền. Nó kẻ biết thờ mới là trang tính kiệt. Nhìn được cái thờ thế mình phát triển, đó là một người trưởng phu. Giống như chú Hòa ngày xưa ngoài đời chú có gia đình, chú thấy không? Nếu mà chú tiếp tục ngoài đời nữa, chú thấy cuộc đời chú cũng đâu phát triển gì đâu. Nó thật sự mà nói, mình là người đàn ông mà mình không làm ăn được, mình không có tiền, vợ mình nó cũng bỏ mình. Cho mấy anh em biết, người phụ nữ mà nó có đường chút thử coi, người đàn ông mà làm không được đi, mà nó bỏ người đàn ông đó, chứ không phải chuyện giỡn đâu. Coi thường mình liền á, khi nói chuyện không coi mình ra gì chứ. Nên những đức nói rằng trong cái cuộc đời của người này, vừa có bản lãnh, vừa giỏi, mà phải vừa có tiền nữa, mới sống và làm việc được ý nghĩa trong cuộc đời này. Nhưng mấy anh em mình đây là thiên thời địa lợi nhân hòa, những đức thấy đây là cơ hội đó mấy anh em. Được nhập trong cái họ đội ngũ này, mấy anh em cố gắng lên, đừng có lề xề, đừng có mà gọi là cho qua ngày đoạn tháng. Qua ngày đoạn tháng là rớt. Nó như cỡ như chú Toán đồ Đại đồ, không rớt mới sợ. Chưa biết, nếu mà lề rề rề là rớt thiệt á, phải phát tâm mạnh lên. Nó những cái điều như Đức nói đây á, nó mạnh dạng lên. Như chú Hải mà chú phát tâm mạnh là chú cũng rớt luôn á, cho chú biết
tu cái tâm nó bị ảnh hưởng có vấn đề rồi đó. Nó, mỗi ngày mình làm việc gì đó nhưng mà nó không nuôi được cái tâm giải thoát, nó không phát được cái tâm giải thoát. Như thở ban đầu mạnh lên, phải hừng hực cái tâm lên á, chứ đừng có qua ngày đoạn tháng. Nếu không qua ngày đoạn tháng là rớt là chắc chắn. Nhỏ bé này nó 25 tuổi, nó học bên cái ngành mà gì cũng trí thức lắm, mà đi làm tính ra lương tháng mười mấy triệu. Như Đức hỏi nó lương tháng mười mấy triệu gì, bây giờ nó vô chùa tu luôn rồi. Như Đức hỏi nó lương tháng mười mấy triệu đó làm gì dư không, nó dạ thưa thầy cũng đắp đổi thầy ơi, tại vì cái đồng tiền xã hội bây giờ nó khác ngày xưa. Tiên nó mười mấy triệu tưởng đâu nó nhiều, nhưng thật sự bây giờ vật chất nó cao lắm thầy. Mà con là học ra trường đi làm đúng với nghề mình luôn rồi, tháng mười mấy triệu, 14 triệu. Vậy mà nó nói là đắp đổi à. Con còn chưa ở được một cái phòng mà gọn ghẽ mà hiện tại bây giờ con vô chùa con ở được gì đâu thầy. Nếu mà tính ra thì cái việc làm của con trong chùa là con đủ sống. Vậy thì con xin hỏi thầy, ở trong ngôi Tam Bảo nếu như làm và đủ sống gì không, vậy cuối cuộc đời đậu cái gì thầy? Nhưng Đức nói với nó là đậu Ai Di Đà Phật á, nhờ niệm Phật nó mới dư đó. Không niệm Phật là làm việc của mình là đủ với hụt. Có những người trong chùa hụt chứ không phải là đủ luôn nữa, cho mấy anh em biết á. Nhưng mà mấy anh em dư được là từ đâu biết không? Niệm Phật đó. Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Nên mấy anh em mà làm việc mà mấy anh em niệm có Phật hiệu là phước của anh em lớn dữ lắm. Và thêm cái nữa mấy anh em dư là ngay chỗ nào biết không? Phục vụ người niệm Phật ở trong chùa nên nó mới dư. Còn nếu như làm việc bình thường là đủ sống với thiêu, chứ không có phải là phong phú sống đặc biệt nó, rồi ở ngoài đời kiếm tiền phải ăn chơi nhậu nhẹt, đâu ở không đâu, thấy không? Nên từ nơi đó đó, cái người có tâm quyết á, mình nghe gì cái nó hừng hực cái tâm à. Mình đi tu á, đa phần mấy anh em biết không, vô chùa rồi đó làm gì làm đi, nếu gặp ông thầy mà không có tư tưởng, không có nói tư tưởng với mấy anh em nghe đâu, mà tuổi trẻ mình mà nó xìu xìu để là nó rớt à, chán giết rồi, giống lình xình vậy đó, giống như đắp đổi qua ngày á. Rồi xong rồi sau này nó hư cái tâm, nó hư cái tâm của mình mấy anh em à. Còn con người mình á, tuổi trẻ này là cơ hội nè, hừng hực cái tâm lên, phát cái tâm lên. Tại vì mai mốt mình già mình không có làm được gì nữa, sau này mình già mình đâu có làm được gì đâu. Chùa mình nuôi bao nhiêu người già mình kinh nghiệm, nó bao nhiêu người già. Từ nơi đó mà mình nhìn người già để mà mình phát tâm, nhìn người già để mà phát tâm. Đừng có đợi tới tuổi già mình phát triển không nổi, đừng đợi tới tuổi già phát triển không nổi đâu đó. Nên còn trẻ này là cơ hội cho mình đó. Nên những Đức nói, những Quan, những Chí, những Lăng đồ mấy anh em, những Thị đồ, những Thiện đồ mấy anh em với mấy chú mỗi bên chùa phát tâm mạnh lên. Đây là cơ hội Hòa Thượng xây chùa truyền sẵn hết trơn rồi. Những Đức nói mấy anh em, bây giờ mình những Đức có tiền những Đức cũng không xây chùa được, khó dữ lắm. Cái chuyện xây chùa mà xin giấy phép khó lắm, không phải dễ đâu. Nhưng Hòa Thượng cái duyên xây chùa thù thắng quá, nên những Đức nói rằng những Đức phát nguyện từ bây giờ cho đến hết cuộc đời những Đức sẽ tán thán việc xây chùa đó. Biết sao? Vì để cho những cái đời khi mà trở lại cái cuộc đời này tiếp tục là độ sanh được, xây chùa được. Hai mặt này mà được thì tiện lợi dữ lắm. Còn nếu như bây giờ có duyên độ sanh nuôi người mà không có duyên xây chùa cũng khó khăn nữa. Vì cái cơ ngơ bây giờ là mới độ sanh được, chứ con người ta bây giờ không thể nào ngồi trong rừng, ngồi trong đồng, ngồi trong chỗ này chỗ kia đâu được đâu. Nhà cư sĩ ngoài đời mà rủ chỉ có mười mấy hai chục người, vậy mà người ta còn đến hỏi thăm sức khỏe. Mấy anh em thấy khó vô cùng không? Không có cho tập trung vậy. Bây giờ là tập trung tôn giáo, giảng pháp đồ tu hành là tôn giáo. Mà gặp ngay chùa Hòa Thượng mình, ngài có uy tín, có đức, nên những đức tổ chức quá trời người ta đông mà bình yên là uy tín của Hòa Thượng lớn. Với làm việc mình cũng làm đàng hoàng,
Nhuận Đức không có làm cái chuyện mà khiếm thị mà đi xin xỏ tiền người ta, làm những việc mà mờ ám. Nhuận Đức làm rất là rõ ràng luôn, tiền hoàn toàn làm cho người ta hết trơn, còn kêu Phật tử là cho tiền người ta hết trơn. Nhuận Đức không có mờ ám để lấy tiền, nên người ta vẫn theo dõi chứ. Cái chùa này đông gì mà sống gì, người ta theo dõi mình, người ta coi mình sao. Nhưng mình sống rất đặc biệt, rất đàng hoàng. Còn dạy lớp đạo làm con, mình nói rất rõ ràng, các con hiếu với cha mẹ, các con sống nên có đạo nghĩa đàng hoàng. Người ta nghe hết trơn, cô giỡn đâu chợ. Chứ mình mà thuốc độc với đứa nít thì coi đố mà người ta cho phép mình. Mình dạy người ta rất đàng hoàng. Nên Nhuận Đức mong mấy anh em, cái cơ hội bây giờ ba điểm chùa lớn này mà mấy anh em ở đây là phước lớn dữ lắm. Người thiếu phước không ở đây được đâu. Người thiếu phước sẽ thối tâm liền. Nhớ câu nè, người phước ở đắc phước, đắc phước người phước ở. Thiếu phước là ở có được đâu. Nên mấy anh em phát tâm cho nó mạnh lên, dũng mãnh lên. Làm việc gì làm xuyên niệm Phật, đeo máy niệm Phật. Niệm Phật mới dư, không niệm Phật là thiếu đó. Dù một ngày làm nhiều việc thiếu đó, niệm Phật nó mới dư. Tại cái công đức niệm Phật lớn dữ lắm, nhà Đức tin công đức niệm Phật rất là lớn. Chỉ cần duy trì cái tâm phát nguyện gì nè, đời của con tu dù có chết cũng ở trong chùa, tuyệt đối con không ra đời gì, con đã biết rồi. Ngoài đời con không làm được cái gì, con khổ lắm, nên tuyệt đối con không bao giờ ra đời đâu. Dù con có buồn có mệt mỏi gì, con cũng quyết tâm con ở trong chùa, con không ra đời đâu. Nè, còn trẻ trẻ đó, nè, bây giờ có sung gà tre cỡ nào đi chăng nữa cũng phải tu, thấy không chú Dự? Cỡ nào cũng phải tu. Nè, tu giết rồi nó vượt qua, con người nó đều có cơn, rồi xong á nó qua nó hết cơn à, rồi từ từ nó tạo thành một định lực, đúng không? Còn nếu không vượt qua là mình trở thành kẻ hèn mọn đó, không phải là trượng phu đâu. Phải duy trì mình ở trong ngôi tam bảo gì mới là trượng phu. Mình ở ngoài đời làm được mấy chuyện, nó mấy chuyện giống như chú Hòa cũng từng có vợ mà, chú thấy không? Cũng ôm cái mông vợ thôi, làm được cái gì đâu. Rồi cuối cùng nếu mình mà không ngon lành, nó cũng đá mông mình, chứ không phải chuyện giỡn chơi đâu, chở. Nên con người sống trong cuộc đời này, bữa nay mình ôm mông người ta, mai mốt người ta cũng cho người khác ôm mông mà. Trong cuộc đời này nó hư tình giả ý lắm. Mình thấy trong chùa mình gì là quá đặc biệt rồi mấy anh em. Tuổi trẻ nên phát tâm mạnh lên. Trời ơi, một việc làm ở trong chùa thấy ý nghĩa quá trời. Làm cái nhà vệ sinh cho ta ngồi, biết bao nhiêu con người ngồi xuống chỗ mình làm đó chưa. Lót miếng gạch bao nhiêu con người đã đi qua. Trồng cái cây bao nhiêu con người đã được che ánh mát, cái bóng mát. Làm một cái việc gì trong chùa bao nhiêu con người được nương tựa. Toàn là người tu không à. Mấy anh em nên nhìn ra cái việc này là ý nghĩa trong cuộc đời. Như ngoài bảo tháp 4 năm anh em nỗ lực lên, phát tâm cho mạnh, tu hành không có buồn. Đây là ý nghĩa mà buồn gì. Nó còn đây y y người ta mà. Mà chùa mình lại sống phong phú nữa trời trời, không có thiếu thốn cái gì chứ nha. Mấy anh em đây ăn uống đồ, những đức đâu có hẹp hòi gì đâu. Mình đâu có kiếm tiền bạc gì đâu. Nên từ nơi đó mình sống gì là được chứ lắm rồi. Tuyệt đối trong chùa mình, những điểm mấy anh em, mỗi điểm chùa nhớ nè. Một là tuyệt đối mấy anh em làm cái gì báo lên ban tổ chức, phù hợp làm liền, không có sao chứ. Làm liền tổ chức đưa tiền ra, không bao giờ có cái chuyện ở đạo tràng nào mà mình nói sợ làm phiền những đức. Mà mấy anh em đi kêu gọi quyên góp để mua cái đó thôi, làm phiền thầy quá. Đừng có làm gì, làm gì là mắc cái tổ chức liền, ảnh hưởng đó, chứ không có tốt đâu. Làm cái gì báo cho biết. Như những quan nói mua đèn nó phù hợp, Đức ra Đức nhìn thấy rõ ràng cái vị trí phía sau đó làm nguyên vàng đèn quá phù hợp. Một là lễ lộc bật lên cái quá đẹp, nó mà phải kết hợp làm sao mà năng lượng có, đèn điện có, để khi mà năng lượng yếu thì còn điện. Vì đó cái chỗ chữa cháy phía sau đó đẹp lắm á, nhìn là biết phù hợp rồi. Vì người ta làm liền, thấy không? Nó mua đèn 40 mấy 50 triệu đó, nói làm là rẹt rẹt liền, phù hợp làm liền. Những lăng nó mấy cây cầu mấy bà cụ ngồi khó khăn, những đứa bước vô những đứa coi một cái. Vì sao coi mấy em biết không? Nếu như mấy em hỏi mà làm đi, sau này khi mà nói không được cái phiền não dữ lắm. Nên người trên mới nhúng bước là để coi lại coi, là để hạ cái ngã của mình xuống đó.
Rồi Nhật Đức vô, Nhật Đức nói Nhật Lăng là thôi làm 10 cái cầu đi. Trong khi Nhật Lăng nói làm 5-6 cây. Nhật Đức làm 10 cây đi. Nói 10 cây gì? Mấy anh em thấy được làm nguyên dãy đó luôn đi. Lo cho người ta phù hợp mà. Hiểu không? Nhưng mà nhớ á, mấy anh em tu mục tiêu là phát giải thoát chứ không phải phát kiêu ngạo đâu. Con người thường bị kiêu ngạo mà giết mình đó. Con người mình tu mà không tiêu nghiệp là do cái tâm kiêu ngạo mà ra đó. Mấy anh em phải cẩn thận đó. Tâm kiêu ngạo ghê lắm. Tâm kiêu ngạo là mình làm được chút việc, được nói mình, la mình, là mình sẽ hoàn toàn bực bội và cảm thấy rằng không có người đó mình vẫn sống được. Tâm kiêu ngạo nó phát lên mức nó giết mình luôn, hại mình luôn, là tự nhiên nó đẩy mình một phát ra khỏi chùa luôn. Tâm kiêu ngạo rất là nguy hiểm. Từ xưa tới nay người thành tựu đời đạo gì cũng từ chữ nhẫn mà ra. Nên Phật nói tất cả pháp thành tựu từ nhẫn. Mà người mà nhẫn được là giảm tâm kiêu ngạo. Giảm tâm kiêu ngạo mới nhẫn được. Còn người mà kiêu ngạo không bao giờ nhẫn. Người kiêu ngạo là họ chỉ hướng lên thôi, họ không bao giờ hạ xuống đâu. Nên đó là cái hại mình. Nên mấy anh em trong chùa nhớ đừng bao giờ nói rằng tôi làm được chút việc gì bị la là buồn, dặn, trách. Đừng có gì. Hạ cái tâm nó xuống mấy anh em mới thành công. Hạ cái tâm nó xuống mới thành công. Người xưa mà người ta vì một cái việc thế gian mà người ta dám ăn phăng để chờ cơ hội. Ghê không? Chui ngang háng người ta để chờ cơ hội. Mà những người đó sau này toàn là người thành tựu không? Như Tôn Tẳng đâu. Ăn phăng mà chờ cơ hội. Như Hàn Tín đâu đó. Toàn bộ là những con người đó toàn là chịu nhục để thành công không? Tống Giang đồ, toàn là những người anh hùng lui sơn bạc đồ không mà. Mà cái gì ăn phăng để chờ cơ hội luôn. Ghê không? Nó kẻ biết thời mới là Trang Tấn Kiệt. Thời vụ chưa đến với mình phải nhẫn chứ sao. Đó là thế gian đó nghe. Không chi trong đạo mà mình kiêu ngạo ngã mạn sao thành công. Tu đạo nó còn đạt hơn, cao hơn đỉnh để những cái người đó nữa. Những người đó là tại vì thế gian pháp thôi. Còn mình là xuất thế gian pháp. Nên mấy anh em tu mà không nhẫn là mấy anh em thất bại. Chắc chắn với mấy anh em luôn. Nên kiểm là cái tâm kiêu ngạo của mình cẩn thận. Càng tu càng có tâm giải thoát thì sự kiêu ngạo giảm xuống. Còn càng tu không giải thoát là ngã mạn sẽ tăng lên. Ngã mạn tăng lên là không có an lạc đâu. Chắc chắn luôn. Những đức thấy rằng là hòa thượng mình rèn những đức là hạ bớt cái tâm kiêu ngạo. Rõ ràng luôn. Càng ngày mình thấy rõ ràng luôn là hòa thượng giúp cho những đức hạ tâm kiêu ngạo. Nên những đức thường giảng cái câu của Ngài Quảng Khâm thấy chứ. Chửi một phát thôi sách vỏ đi liền. Ngài Quảng Khâm Ngài nói tôi chửi ông được lợi ích gì đâu. Vì ông hạ cái tâm kiêu ngạo xuống mà không chịu hạ. Không. Nên từ nơi đó mình đi tu cũng vậy nè. Bị gầy la chửi mắng vài ba câu mình xách vỏ đi liền là mình tiêu rồi. Mình không có cơ hội đâu. Nên từ nơi đó những đức nêu những điều này lên để cho chùa mình nó có quy tắc sống rõ ràng. Mỗi điểm chùa cái gì hỏi tiếng đàng hoàng. Trên là hòa thượng thì giờ ngày lớn tuổi rồi. Ngày xây chùa những đức hết lòng hỗ trợ. Chung tay hòa thượng. Còn bây giờ những đức nuôi chúng thì vai trò những đức mấy anh em phải hỏi một tiếng. Cái gì cũng phải hỏi. Rồi xong là mấy anh em hạ tâm kiêu ngạo liền. Còn nói không được thì đừng có miễn cưỡng. Đừng có nói không được mà đi xin tiền người khác làm. Sai, hoàn toàn sai. Đây là kiêu ngạo tăng lên rồi là chết. Khi mà làm cái gì á, mấy anh em cùng kết hợp với nhau. Mấy anh em nói một câu gì nè. Mấy anh em dưới tay mình nói thầy Lăng ơi làm đi, thầy Quang ơi làm đi. Nó không, để hỏi thầy một tiếng. Được thì làm, được thôi. Mà nói một câu vậy đó. Lỡ mà nó không được này, thầy nói kêu đừng có làm, thôi từ từ, tùy duyên đi. Chứ mình đừng có nói để tôi hỏi chắc chắn được. Lỡ không được, tôi quyết tâm làm là làm cho bằng được. Không được phải không? Để hỏi Phật tử. Thông báo Phật tử cái là người ta hỗ trợ làm liền. Rồi là xong, sau này rớt chắc chắn luôn. Rớt đài 100% luôn. Tuy trước mắt là làm được chút việc, nhưng mà sau này rớt. Vì cái tâm đó nó không có tổ chức. Tâm nó mất tổ chức. Mà cái tâm đó sau này người dưới tay sẽ không phục mình. Vì chính mình phá tổ chức người trên. Thì từ nơi đó người dưới tay cũng không bao giờ phục mình luôn. Tuy trước mắt là thấy cái gì, nhưng họ không phục. Mình thất bại vì sao? Rất là lớn. Nên cái tổ chức rất là quan trọng. Nên mấy anh em nhớ là mình càng có người đến tu. Nhưng mà một con người mà không có tâm quyết thì mấy anh em đừng có quan trọng quá. Tại vì họ không có tâm quyết. Mình khuyên họ hoài mà họ không phát tâm lên thì họ tiêu. Chắc chắn luôn. Nó nên mình cần cái người ở trong chùa tu, cần người phụ trợ mình. Nhưng phải cần con người có tâm quyết giống như mình. Phải phát tâm cho mạnh.
Nên bên đây những quan những lăng phải rèn mấy anh em là gì? Tâm huyết tổ chức, đi theo phương hướng rõ ràng. Nó thành một tổ chức thì sau này mới tồn tại lâu dài. Một tổ chức có sự đoàn kết. Tu hành là mục tiêu giải thoát chứ không phải tăng kiêu ngạo. Tăng giải thoát chứ không phải tăng kiêu ngạo. Nếu tăng kiêu ngạo là không có cơ hội tu lâu dài đâu. Mà tăng tâm giải thoát thì mới sanh trí tuệ. Mà trí tuệ thì mới tu lâu dài được. Nên mấy anh em nhớ câu vật hiệu này hay lắm, rất là đặc biệt luôn. Bỏ câu vật hiệu này là hoàn toàn thất bại. Không niệm Phật là mấy anh em sẽ thất bại liền, chắc chắn với mấy anh em luôn. Nên bên đây nam rất là nhiều, nam trẻ rất là nhiều. Bên hộ pháp ít dữ lắm, những đứa cũng không có nhận thêm đâu. Vì những đứa biết sắp xếp như thế nào là phù hợp. Những đứa biết sắp như thế nào là phù hợp. Nên những đứa để mấy anh em bên kia là người cũ hoàn toàn, quen mặt không, không có cho ai lạ mà vô trong bên đó chứ. Tại bên đó là cái dàn nữ nó quá đông rồi. Nếu mà nam trẻ vô mà lạ lạ những đứa không quản lý được, phiền phức dữ lắm. Mà mấy anh em biết cái bên kia người ta đến ào 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 vậy đó. Kẻ ga người vào, kẻ ga người vào. Nên cái tổ chức bên đó bên nữ nó cũng làm việc dữ lắm. Mà nam thì chung chung ít người là chung là được. Còn bên đây là bên chùa nào im bên chùa nấy lo cố gắng. Bây giờ nữa bên chùa mới phát triển quá trời, 700-800 người. Bên Đại Tùng Lâm sau này cũng phát triển dữ lắm đó. Nó từ nơi đó mà đây khi mà nhiều quá là tiếp tục bên Đại Tùng Lâm nhận thêm. Nên từ nơi đó mấy anh em nỗ lực lên. Còn bảo tháp thì Hòa Thượng xây dãy nhà thêm. Ở ngoài cổng chùa Hòa Thượng thì chuẩn bị xây nữa rồi đó. Nên từ nơi đó mà tuổi trẻ như anh em mình cơ hội nè, thù thắng lắm. Nên mỗi anh em nên phát tâm cho mạnh lên. Chú Đại đồ, chú Toán đồ, phát tâm mạnh lên mới ở trong chùa này được. Tại đây là tâm huyết, thiếu tâm huyết không ở đây được đâu. Lên xì là không ở được đâu. Qua ngày đoạn tháng là không ở được đâu. Mà con người mình đã làm sống trong cuộc đời này, cái gì là mục tiêu cho nó chuẩn. Nó sự chọn lựa còn cố gắng, còn hơn là cố gắng nữa. Chọn lựa rồi là tiến thẳng mục tiêu. Mấy anh em đã thấy được rồi, làm bậc trượng phu đời ý nghĩa thì tiến mạnh lên. Nó vậy là được. Nó như Hoàng độ nay thấy cũng sáng sủa, cố gắng lên Hoàng. Trời ơi trời, khỏe như chú Hoàng ở ngoài đời kìa, chú Hoàng kia kìa. Vậy mà còn te tua nữa chứ như Hoàng này. Mà bữa nay thấy được là sáng sủa lên chút rồi, nó cố gắng lên. Hiểu không? Siêng năng niệm Phật, làm việc đồ, hết lòng hết dạ với anh em. Cái quan trọng là mình nhỏ, hạ mình, cúi đầu chịu thiệt. Không có hỗn ẩu thì chắc chắn đậu phước. Còn nhỏ mà người ta nói đến hỗn với người ta đó, ta đây với người ta, hoặc chùa nuôi người già, mà mình nhỏ tuổi mà mình ăn hiếp các cụ già, mình hành hung các cụ già, là mình không có phước ở chùa đâu. Mấy anh em nhớ nghe, nhà Đức nói đây cho mấy anh em nghe đó. Mình đừng có nói mình nuôi người già nghe. Coi chừng người già nuôi mình đó. Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, trong khi lên chánh điện là thấy đa phần ngày bốn thờ mấy bà già không à. Mà bà lụi cụi lên đó bà niệm Phật phước lớn lắm á. Ta vô chùa ta nhìn cái chánh điện vậy mà ta cúng dường. Nên á, mình nói mình nuôi người già mà coi chừng á, bà quay ngược là bà nuôi mình. Mấy bà già ngày mà ngồi đâu cũng niệm Phật á. Nên ta nhìn cái việc làm của mình mà nhờ có mấy bà già mà ta cung kính mình, rồi ta mới cúng dường cho mình. Còn không có bà già thì mình làm gì đây. Nên ta vô ta nhìn mình trẻ không, ta khỏi cúng mình luôn. Thì anh em mình xách giỏ đi lông ngông. Chứ làm sao? Nhờ mấy bà già mà ta cúng đó. Tại ta thấy mình nuôi mấy bà già, người ta thương mình, kính mình mà người ta cúng. Đó nên cái việc đó là mình em phải thương các cụ, nhiệt tình thương yêu các cụ thì phước lớn dữ lắm. Các cụ mà khó khăn, tính tình tuổi già thay đổi, thương mới đi là phước bên em, cái đức bên em rất là lớn. Nhưng thương nhưng phải dạy. Cái gì rõ ràng cái nấy thì mấy bà già mới nên. Chứ nếu như thương mà dung dưỡng tầm bậy thì nó banh chành cái đầu chàng luôn. Đó, nhớ cái câu nghe, tu hành là phát tâm giải thoát chứ không phải phát tâm kiêu ngạo. Kiêu ngạo phải hạ xuống, giải thoát phải tăng lên. Đó là gặp mấy anh em mình có được bài học. Vừa người ta thấy chùa mình có tổ chức, có sự sắp xếp, có sự nhắc nhở. Người trẻ muốn đi tu cũng nhìn đây mà phát tâm, rồi suy nghĩ cho kỹ mà vô. Nó phát tâm cho nó mạnh để đi tu. Nguyện tam bảo gia hộ cho tất cả các anh em phát bồ đề tâm kiên cố cả đời, cùng tu, cùng niệm Phật, cùng phục vụ đại chúng. Khi bỏ báo thằng này chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc ha. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hộ
khâm tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh